Những món ăn thèm đến mấy người đau dạ dày cũng phải tránh cho xa, có một số loại thực phẩm đại kỵ với người đang có vấn đề về dạ dày vì sẽ khiến cho tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Sữa, một số người nghĩ rằng khi đau dạ dày chỉ cần uống sữa ấm thì sẽ khiến cho vùng bụng trở nên dễ chịu hơn, tuy nhiên, đây chỉ là cảm giác tạm thời. Sữa không thể làm giảm bớt các vấn đề về dạ dày. Ngược lại, sữa trong dạ dày có thể thúc đẩy một lượng lớn axit tiết ra nhiều hơn điều này càng khiến cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn đối với bệnh nhân bị lét dạ dày uống sữa sẽ khiến cho cơn đau trở nên tồi tệ đặc biệt bệnh nhân có vấn đề về dạ dày cấp tính không nên uống sữa vì nó có thể gây ra tình trạng đầy hơi và khiến dạ dày trở nên khó chịu hơn cháo tâm lý chung của nhiều người là cháo là thức ăn dễ tiêu sẽ có lợi cho dạ dày trên thực tế điều này là sai vì cháo không cần phải nhai nhiều nó chứa nhiều nước nên khi vào dạ dày thì sẽ làm diện tích mở rộng ra tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Thực phẩm có tính axit. Trái cây chua giàu tính axit như cam, chanh, bưởi, quýt, xoài, khế, nước uống có ga. Có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, khó tiêu, kích thích đường ruột, dẫn đến đau bụng, nôn ọe. Đồ ăn và gia vị cay. Chuyên gia dinh dưỡng dung kim. Bệnh viện Đại học Pennsylvania ở Philadelphia, Mỹ, cho biết ăn cay có thể gây cảm giác buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy, một số người nói rằng những thực phẩm cay như hành tây gừng và tỏi có tác dụng diệt khuẩn thúc đẩy lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày điều này chỉ đúng đối với những người đang có dạ dày bình thường còn với người đang có niêm mạc dạ dày đang bị tổn thương thực phẩm này cực kỳ không tốt thực phẩm ngâm muối trong các thực phẩm như dưa cà muối mắm cá khô chứa nhiều muối cũng làm cho dạ dày vất vả hơn trong khâu xử lý hơn nữa chúng còn chứa một số chất gây ung thư chẳng hạn dưa muối chua có chứa nitric gây ung thư nên bạn càng không nên ăn. Ăn ít thực phẩm chiên nướng. Do các loại đồ ăn này không dễ tiêu hóa nên có thể làm gia tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, ăn nhiều có thể khiến máu nhiễm mỡ, không tốt cho sức khỏe. Thực phẩm giàu chất béo. Sữa kem, bơ, phô mai, thịt đỏ. Dầu chất béo, dễ gây co thắt đường tiêu hóa, làm chậm quá trình tiêu hóa và di chuyển thức ăn trong dạ dày gây táo bón chất béo cũng có thể làm tăng vận động của đường tiêu hóa tiêu chảy chế phẩm từ sữa có chứa lactose uống quá nhiều lactose khiến tiêu chảy trầm trọng hơn thức ăn chay nhiều bệnh nhân nghĩ rằng thịt sẽ khiến cho dạ dày khó tiêu hóa được và tốt hơn là ăn chay để dễ tiêu hóa quan điểm này là sai protein trong thịt là một chất quan trọng để làm lành niêm mạc dạ dày, nhưng thức ăn chay không có lợi thế này, ăn chay thường dẫn đến thiếu protein cơ thể, rất có hại cho dạ dày. Mật ong, vì mật ong có, chứa các chất như MLA và sucre, một số người cho, rằng nó có tác dụng bảo vệ dạ dày, thực tế, enzyme trong mật ong nhanh chóng không còn hoạt động dưới tác dụng của axit dạ dày, và không có chức năng phân hủy, hàm lượng đường cao trong mật ong chỉ. Khiến cho axit dạ dày tiết ra nhiều hơn, không có lợi trong việc làm giảm đau dạ dày. Rau củ quả quá nhiều chất xơ. Rau củ quả nhiều chất xơ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số loại chứa các carbohydrate gây khó tiêu. Vì vậy với người đau dạ dày, chỉ nên ăn với khẩu phần nhỏ, không nên ăn quá nhiều. Rượu, bia, cà phê. Rượu, bia có cồn, không tốt cho niêm mạc dạ dày, mà còn gây hại cho gan. Cà phê có tính axit cao, có thể gây kích ứng thành bụng, đau bụng. Caffeine trong cà phê cũng có thể khiến dạ dày sản xuất axit quá mức, làm viêm loét dạ dày tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại